Hoa đào. Ý nghĩa của hoa đào. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, hoa đào lại rực rỡ khoe sắc khắp đất trời xứ Bắc, từ trong nhà, ngoài vườn và cả trên đường phố, người ta đều bắt gặp sắc hồng của loài hoa này. Đào được nhắc đến không chỉ là một loại cây phổ biến ở vùng châu Á mà còn gắn liền với câu chuyện tín ngưỡng giải thích tại sao đào là loại cây không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Tương truyền, trên ngọn núi Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ cành lá xum xuê che phủ một vùng đất rộng lớn. Ở đó có hai vị thần là Trà và Uất Lũy cư ngụ, dùng quyền năng của mình bảo hộ người dân khỏi sự quấy rối của ma quỷ, do đó chỉ cần nhìn cây đào thôi cũng đủ khiến tà ma phải khiếp sợ bỏ chạy. Vì thế, dân làng nơi đây quanh năm có một cuộc sống bình yên và sung túc. Nhưng đến những ngày cuối năm, hai vị thần phải về thiên đình trình báo Ngọc Hoàng thì bọn yêu ma được dịp hoành hành can nhiễu tới cuộc sống người dân. Khi hai vị thần quay lại, sau khi nghe dân làng kể lại sự tình, thần bảo con người ngày Tết hãy chặt những cành đào rồi cắm trong nhà, nhìn thấy đào cũng như thấy thần. Tà ma sẽ khiếp sợ cũng phải tránh xa. Do vậy, cứ đến Tết, hầu như nhà ai cũng có cành hoặc cây đào, không chỉ để trang trí mà còn vì ý nghĩa sâu xa này. Ý nghĩa của hoa đào. Không chỉ tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui, hoa đào còn được người xưa gửi gắm rất nhiều tầng ý nghĩa. Trước hết, đào được coi là tinh hoa của ngũ hành, có thể xua đuổi bách quỷ, mang đến cho con người cuộc sống bình an, hạnh phúc. Không chỉ vậy, hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Ai cũng mong muốn có một năm an khang thịnh vượng, làm ăn thuận lợi, phát tài, gia đình vui vẻ. Hoa đào như gieo vào lòng người niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai. Hoa đào đem đến nguồn sinh khí mới, mọi người trong gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Vẻ đẹp của loài hoa này còn tượng trưng cho người con gái xứ Bắc dịu dàng, e lệ, kiều diễm. Hoa đào còn gợi người ta nhớ tới tình nghĩa thủy chung. Trong Tam Quốc, ba vị, Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi trong vườn đào đã cùng kết nghĩa huynh đệ. Và nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng, vườn đào là nơi đã chứng kiến cho tình bạn thắm thiết thật đáng khâm phục của ba con người. Thời gian cứ dần trôi qua, không phải ai cũng biết hết ý nghĩa của loại cây này, chỉ biết rằng, vào dịp Tết Nguyên Đán, việc trang trí ngôi nhà bằng những cây đào, cành đào đã trở thành một tục lệ. Chính vì khoe sắc vào những dịp đầu năm mới, nên hoa đào được xem là một dấu hiệu báo hiệu không khí cho một năm mới an nhàn, may mắn và hạnh phúc. Đầu năm thời điểm các gia đình Việt quay quần bên nhau khiến tình cảm gia đình thêm gắn bó và khăng khít, vì thế hoa đào cho ngày Tết cũng mang những ý nghĩa rất thiêng trong nó. Sức sống hoa đào và sự sinh sôi nảy nở trong nó tượng trưng cho sự an khang thịnh vượng, phát triển trường tồn của mỗi cá nhân và gia đình. Hoa đào cho con người niềm tin hơn vào sự sống vĩnh hằng và sự phát triển của tương lai. Hoa mai và ý nghĩa của hoa mai. Hoa mai. Khi tiết trời đã điểm xuân, những cơn mưa lất phất mang hơi ấm của năm mới bắt đầu tưới xuống, cũng là lúc mai vàng khoe sắc báo hiệu mùa xuân về. Xuân bình an, may mắn và người người đều nở nụ cười trên môi, chào đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Miền Bắc có hoa đào thì miền Nam cũng rực rỡ sắc mai. Hoa mai đã như một biểu tượng ngày Tết, báo hiệu những điều may mắn, thiện lành. Ý nghĩa hoa mai. Tuy mai không có mùi thơm như các loại hoa khác, nhưng màu sắc của nó thể hiện thần thái của không khí Tết ở Việt Nam. Người ta quan niệm hoa mai cũng xua đuổi những tà ma, làm lành tránh dữ như cô bé đã quên thân mình diệt quái thú, bảo vệ dân làng. Tích xưa kể rằng có một cô bé vô cùng tốt bụng, sống trong gia đình mà người bố làm nghề săn quái vật. Cô theo cha học nghệ và đi bôn ba tìm quái vật săn lùng. Khi sức người cha đã yếu, cô thay cha bảo vệ xóm làng, mang đến cuộc sống yên bình cho người dân. Một lần nọ khi diệt quái thú, cô bị quật.
Vì thương xót tấm lòng trượng nghĩa cũng như hiếu thảo của cô, trời cho cô sống lại 9 ngày Tết để được ở bên gia đình. Khi cô bé mất đi, cô hóa thành hoa mai, cứ đến Tết là nở rộ. Mai không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên khi trưng Tết, thấy hoa mai là thấy Tết. Hoa mai là biểu trưng ngày Tết, báo hiệu những điều an lành, hạnh phúc, may mắn đến cho con người. Là thời điểm gia đình sum họp cho nhau những câu chúc bình an. Hoa mai có ý nghĩa gì? Người ta quan niệm rằng, hoa mai càng nhiều cánh thì sự thì càng đẹp và gia đình đó sẽ được giàu sang, sung mãn. Nếu nở đủ 7 cánh sẽ đại cát đại quý, phúc lộc tràn trề. Sức sống hoa mai bền bỉ, biểu trưng cho sự dũng cảm, kiên cường của cô bé đã hóa thân. Hoa mai thích hợp với khí hậu miền Trung và Nam nước ta nên mỗi khi xuân về, sắc vàng ngày càng rực rỡ. Màu vàng hoa mai là màu của sự hy vọng, ánh sáng, của phú quý và may mắn, vì thế hầu như nhà nào cũng trưng mai cho những ngày đầu năm thêm an lành, cả năm suôn sẻ, hạnh phúc. Nếu ngày Tết mà hoa mai nở rộ, chứng tỏ một năm của gia chủ sẽ cực kỳ hân hoan, niềm vui ngập tràn, vạn đường thuận lợi.